Chào anh em nhé. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop bán hàng online chuyên nghiệp Tân Ánh Ngọc Ánh từ Nhân Nam Tân Yên Bắc Giang nhé. Đến từ Nhân Nam Tân Yên Bắc Giang. Hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc. Trong clip hôm nay xin giới thiệu chi tiết với các bác về cái bộ hỗ trợ trèo cây. Hỗ trợ trèo cây lô hàng mới cho anh em đi săn ong, đi tìm lan. Những các bác có nhu cầu cần trèo cây, cần hỗ trợ trèo cây thì giới thiệu kỹ cho các bác nắm về cái bộ này. Thì cái bộ này là lô hàng mới. Lô hàng mới có nghĩa là trước là có lô hàng cũ. Lô hàng cũ tôi cũng có làm clip giới thiệu cho các bác rồi. Đó là bộ như thế này. Và lô hàng cũ này nhá. Đấy. Thì bộ cũ này các bác đã biết rồi, tôi để sang bên này. Thế đây là cái lô hàng mới. Bộ lô hàng mới nhá. Lô hàng mới. À. Một bộ hỗ trợ trèo cây thì bao gồm là hai cái. Gồm hai cái nhé. Số lượng hàng của shop thì cũng rất là nhiều đấy. Nhập mấy thùng này, mỗi thùng là mấy chục cái. Các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp trên số điện thoại ở trên màn hình nhé. Alo trực tiếp, hàng ship COD. Các bác mua hàng thì alo thẳng cho shop luôn. Cung cấp cho shop xin họ tên, địa chỉ thì shop sẽ ship hàng về tận nhà cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng, cho anh bưu tá đấy. Ship hàng qua đơn vị gọi là chuyển phát nhanh bưu điện nhé. Thì đây các bác, mời các bác xem kỹ cái bộ hỗ trợ trèo cây này. Bộ này tôi đã xem đây, bác quan sát bộ này cho kỹ này. Đối với bộ mới thì nó sẽ có cái ống nhựa cắm vào đây để cho các bác gọi là đảm bảo an toàn nhé. Tôi bỏ ra cái này rất là nhọn đấy, nhọn cực kỳ nhé. Cái này nó mút hơi chặt, mút hơi chặt nhé. Tôi đưa ra rồi. Đây các bác quan sát này, tôi bỏ một cái này nhé. Cái này nó là hai chiều giống nhau, có nghĩa là các bác đeo sang bên trái cũng được, đeo sang bên phải cũng được nhé. Thế còn khi đeo vào bàn chân đấy thì mình sẽ đeo cho cái càng ngắn này này, đinh ngắn này vào phía bên dây này, vào phía trong lòng bàn chân của mình, đặt lòng bàn chân vào đây. Lưu ý các bác là nên, các bác nên đeo giày nhé. Thế còn hai cái dây này các bác sẽ móc vào cái đai bên này, móc vào đai bên này. Này. Đây là một cách, một là móc vào đây, nhưng mà hai thì các bác móc thẳng vào cái càng dưới này. Đấy, móc thẳng vào càng dưới này. Dây trên thì móc vào càng trên, dây dưới thì móc vào càng dưới. Đấy, móc vào càng dưới này nhé. Đấy là cái cách đeo. Thì cái này các bác đeo bên trái cũng được, đeo bên phải cũng được. Các bác lật ngược sang bên kia là các bác sẽ đeo sang bên trái luôn. Đấy nhá. Cái dây này là dây chun, nó sẽ thiết, nó sẽ ôm chân của mình xuống. Thế trong quá trình sử dụng lâu dài và dây chun này nó giãn ra thì các bác sẽ phải tìm cách co dây chun lại, co dây chun lại bằng cách là tháo cái mối này ra này, nôi dây chun nó ngắn lại để cho nó căng hơn nhé. Đây là các bác sẽ phải tự điều chỉnh. Đây là dây mới nó vẫn còn căng như vậy đấy nhá. Mình đeo như vậy thì các bác xem kỹ giúp tôi nhé. Sắt này ấy, là sắt phi 10, sắt phi 10 hai đầu được rèn nhọn hoắt luôn, rất là bén, rất là nhọn. Đầu này thì được bẻ cong lại đấy, cái mũi bẻ này thì có người nó phải chặt cái khớp này, người ta chấn cái khớp này người ta bẻ xuống, chấn khớp bẻ xuống và có hơi qua nửa nữa, hơi qua nửa nữa thì đảm bảo với các bác là cái chỗ môi này là hầu như không bao giờ gãy được nhé, rất là cứng. Phi 10 này làm xong toàn bộ rồi thì sẽ được nhúng vào một lớp mạ, cái này là có lớp mạ nhé, như mắt thường mình quan sát được đây là cái lớp mạ, không phải là lớp phun sơn, lớp mạ các bác nhé. Thế còn về kết cấu của nó các bác xem kỹ đây này. Độ chắc chắn thì không phải suy nghĩ rồi. Mối hàn toàn bộ là mối hàn dê. Mối hàn dê 1 phân rưỡi tới 2 phân. Và hàn là toàn bộ hàn hai mặt. Đây là mặt trên này. Một đường hàn dê này, một đường hàn dê này. Đấy. Cái dưới này hàn mặt dưới cũng hàn luôn, cũng gọi là hàn dê luôn. Hàn dê vảy rồng vảy cá đấy. Đấy, cái này thì người ta mạ rồi nó không còn rõ là vảy nữa. Nhưng mà hàn dê, cả một đường dê dài luôn, không phải đính một bong nhỏ đâu nhé. Đấy, cả mặt trên và mặt dưới hàn hai mặt. Riêng về độ chắc chắn thì các bác hoàn toàn yên tâm rồi. Ngay cả cái tai móc dây này cũng vậy, bằng một cái nong đen rất là dày, dày tới 3 ni. Hàn hai mặt, mặt trên này, mặt dưới này. Đấy, mặt nào cũng hàn. Về độ chắc chắn thì các bác không cần phải suy nghĩ. Đấy, nói chung là không cần phải suy nghĩ. Còn cái này, nó là một cái bộ gọi là công cụ hỗ trợ trèo cây. Đấy, đơn vị shop tôi là đơn vị kinh doanh thì sẽ cung cấp mặt hàng này cho các bác. Thế còn về mà quá trình dùng thực tế leo trèo tốt như thế nào, hiệu quả thế nào thì phải phụ thuộc vào kỹ năng trèo của mỗi người
chứ đang chào mọi người. Còn đối bộ này thì hàng cực kỳ là đẹp rồi, sắc nét luột là chắc chắn. Đấy, an toàn, độ chắc chắn thì không phải nghĩ rồi, cực kỳ là chắc luôn. Hàn dê, hàn trên, hàn dưới, hàn hai mặt, có dây chun siết chân được các bác. Đấy nhá. Thế còn khi sử dụng cái này thì phải phụ thuộc vào cái kỹ năng trèo của mọi người nhé. Đấy, các bác hãy quan sát kỹ giúp tôi. Hàng thì nó là trị giá hàng ấy thì nó là 350, trị giá đôi này này, có nghĩa là một bộ là bao gồm một đôi, một đôi như này là 350.000, đã bao gồm cả cước phí về tới nhà cho các bác, không phát sinh thêm nữa. Và đối với đôi này thì sẽ không có thêm phụ kiện, có nghĩa là không có thêm găng tay đâu, không có thêm dây buộc rời đâu, mà dây buộc liền đây rồi. Đôi này là sẽ không có thêm phụ kiện các bác nhé, 350 cho một đôi. Hàng ship đi toàn quốc các bác nhé. Thì cái giá thì là tôi báo giá công khai như vậy, nhưng mà thời điểm hiện tại, còn có thời điểm nào mà nó có tăng hay nó có giảm xuống gì thì tôi sẽ cập nhật sau. Thế còn các bác cứ alo trực tiếp đi thì sẽ nhận được cái giá mới nhất, giá tốt nhất nhé. Các bác alo trực tiếp đến các số điện thoại trên màn hình. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé. Mong nhận được sự ủng hộ của anh em dành cho shop. Các bác nào mà chưa đăng ký kênh, vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhé. Và các bác lưu ý kỹ này, tất cả mọi sự đăng ký đều là miễn phí. Các bác đăng ký, các bác bấm luôn cái chuông bên cạnh thì các bác sẽ nhận được những thông báo mới nhất và những video mà shop đăng tải giới thiệu sản phẩm đến các bác nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác. Hàng ship COD đi toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Các bác xem clip hình ảnh thực tế như nào thì khi các bác bỏ ra, các bác kiểm hàng ở bộ thực tế đúng như vậy là các bác nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho bưu tá nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những cái clip giới thiệu sản phẩm sau. Xin chào. Chúc các bác.